Tôi xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Thì hôm nay thì anh Quy tiếp tục trở lại cả nhà ơi, tặng Nguyên một cái nồi cháo lòng cho bà con vào buổi sáng luôn nha. Thì cái Nguyên cái nồi cháo lòng này là 100 phần nha anh Quy ơi. Thì em cũng đại diện cho bà con ở xóm, cảm ơn Quy rất là nhiều nha. Chúc anh Quy lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Đây, trong nồi cháo lòng thì có huyết ở trong này nè. Có gốc hành đồ, mỡ tỏi, mỡ hành đồ cả nhà rất là thơm luôn nha. Kèm theo một chai nước nữa. Thì chai nước hôm nay thì sẽ tặng cho bà con là nước bảy úp nha anh ơi. Ơi dướng dướng bao tay rồi. Bên này thì mình có thịt nè, phèo nè với lại gan. Ai ăn bún thì tiền sẽ kèm thêm bún nha cả nhà. Gửi giờ thì tiền với lại thứ ba sẽ đại diện cho anh Quy gửi tặng những cái phần cháo lòng với lại nước gửi đến cho bà con nha. Hôm nay anh Quy gửi tặng cháo lòng với lại nước. Ai ăn lấy tô ra giùm con nha. Rồi bà Hai mở hàng trước nha bà Hai. Bút cho nó có miếng cái nữa đi bà. Tại con thấy cháo ở dưới nó cũng hơi nhiều. Ơ vừa vừa thôi. Đây tiền sẽ cho phèo vô nè. Với lại thịt nha cả nhà. Thịt và gan. Dạ có thím Hai ơi. Bà Hai ăn bún không? Để miếng nha. Bà Hai lấy cho. Dạ rồi đây con gửi luôn. Bà Hai cảm ơn. Dạ. Lấy nước chưa bà Hai ơi? Em tô đây đi. Có ai ăn bún thì la lên nha. Để bún rồi khỏi để giá nha. Rồi đây. Rồi thêm ba múc cháo. Bọc này của chú Linh. Chú Linh có ăn bún không chú Linh? Bún, miếng bún nha. Nè bọc này có ai? Bọc Linh đi. Chú Linh bọc đó chưa có bún á. Chưa bún để ngoài đi. Rồi đây. Để miếng bún đi cho Linh. Dạ rồi. Này trời tôm không hả bà? Ừ. Cái bao tay bóc cộng thun quà bóc không dính. Dạ tô này của ai đây, không? Đây dạch bọc của chú Linh. Đâu bắt chín. Tô đó có bắt chín không? Vậy bỏ tô của mình cái nào cũng để miếng để lại đi. Hỏi mất công. Hỏi công. Dạ, từ từ thôi nha. Ai tới trước thì lấy trước. Rồi con gửi luôn. Nóng quá. Rồi chú có chín ngon miệng nha. Để bên đây nè, mới đúng nè. Để bên đây mới đúng, bên đó không đúng. Đó không có cháo. Dạ dạ. Đó có thịt cái mọc cái này. Lấy tô qua giùm con đi mới chín ơi. Dạ rồi, của bác Út luôn. Dạ. Rồi tô của ai qua luôn nha. Út bữa nay chân hết đau chưa bố? Còn Xuân nữa hả? Đem qua bà báo nha. Vậy đó hả? Này có Út không? Rồi chúc Út ngon miệng nha. Dạ. Ăn cháo lòng ghé lấy luôn chị ơi. Rồi con gửi luôn. Để đây sao bưng đổ nè. Bưng làm hai. Bọc mình đưa đây người ta để đồ đó và lấy bọc không cũng làm được gì. Nè, gì nè. Ta để giá vô. Để mấy con tự làm để nhiều khi ấy vô cái nó gói hết. Dạ. Rồi tô của ai? Rồi chú ông Sáu ngon miệng nha. Không lấy cháo nha. Qua đây cho con. Đưa chứ không qua đây ông buộc cho em ba. Giờ chút vô thôi à. Bà con ơi xác cái chảo vô. Chảo mà còn xài hả? Rồi bà Sáu lấy nước chưa?
Cô anh nãy giờ có ai lấy nước lấy ra. Dạ nhớ lấy nước trước nha. Dạ bữa nay cháu lòng. Đứng lui lại đừng có đứng chặn nồi cháo, bây giờ lui lê đẳng giùm em chút này chị. Dạ. Mời món bà Sáu đi một quận đi rồi hồi bà Sáu lại quận nữa. Dạ rồi đây, rồi chúc chị ba ngon nha. Mấy đá bọc hả? Sáu bọc hả sao? Qua đây qua. Dạ rồi, đợi con chút xíu nha chú ơi. Dạ. Cháo không? Cháo lòng. Cháo lòng. Lấy cái này nó rồi đây, 7. Rồi cho bé ăn miếng luôn. Ăn không? Dạ rồi, đây của ai? Rồi cho tiền gửi. Em không có tô đó chị gục em bọc. Rồi, rồi tới ai tới bọc thì la lên nha. Dạ dạ tại không có biết rồi. Có gì đâu. Em vẫn nghe cho mình. Bọc rồi đây chị gửi em. Rồi. Dạ rồi, tô này của ai? Rồi tiền gửi nhanh nha. Quân nha. Rồi đây. Rồi, dạch bọc ra giùm con luôn đi Sáu ơi. Bọc thì nhớ cầm bọc giặt ra giùm con sẵn nha, con bỏ vô cho nó mau. Rồi chúc bà Sáu ngon miệng. Dạ. Bữa nay là anh Quy gửi tặng nha, chúc bà con mình ăn ngon miệng. Cái lấy nước uống đó bà Sáu. Ờ bà Hai ơi, tặng cho bà con trai đó. Bà Hai uống nước ra lấy nước. Bà hai chai á cả nhà. Dạ rồi lên luôn chị. Chị Tiên lên luôn chị Tiên. Rồi giúp chị ngon miệng nha. Cảm ơn luôn. Của chị bọc đựng đế bún đó, bọc ra đựng đế bún. Cho xin ba bọc liền nha. Đứng bên bên còn luôn nữa là sao nói trước anh ta biết. Nãy con đẩy cái mâm xúc lên cho chúng ta dễ đi. Tối hôm nay có con bơ phải không? Rồi chúc chị ngon miệng luôn. Cảm ơn hai chị. Dạ. Rồi đây chúc con trâu ngon miệng luôn. Cảm ơn anh Quy giùm con nha. Chỗ này hay chặt hả? Ở sáng làm việc nó chặt cậy đi. Có chặt nó vui. Rồi đây tiền gửi em luôn. Nóng nha. Hai mập mới. Này có ai đâu, tôi nói. Hai mập mới chạy về mà. Dạ rồi, đây. Chào mập. Ui dao dao cứ. Rồi chú dạch bọc cái giùm con chú. Cháu chú ơi, dẫn xe em phía trước giùm con luôn. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Cảm ơn thầy cô nha. Cái này của ai vậy? Cô Năm á. Rồi đây con gửi luôn. Dạ. Lấy gai
Rồi đây con gửi chú luôn. Nghe. Dạ, rồi chúc chú ngon miệng nha. Thêm một bọc nữa em ba. Cho cái chú này trước đi. Ừ. Đâu ngoài biết rồi đây. Thôi. Nhiều bún quá sợ ăn ngán. Vô bọc múc hồi lâu. Dạ bọc thì lúc nào cũng lâu hơn tô. Tô thì nó mau. Tô này cũng múc hay vậy ông ốc? Tại nó giờ múc để bên đây hả? Rồi chúc chú ngon miệng luôn. Dạ tô này của ai? Của Bắc Năm hả? Rồi con gửi luôn. Rồi chúc Bắc Năm ngon miệng nha. Nói vô xác vào lề giùm con nha. Rồi dành bọc cái giùm con luôn đi cô ơi. Rồi chúc cô ngon miệng luôn. Dạ. Rồi chúc hai ngon miệng luôn. Tới đây là phải bóp kèn thế, bớt kèn lại, bớt ga lại. Giờ này vô cá hả chú? Rồi chú trứng ngon miệng luôn. Thật bậu đó, đi xe xỉu luôn. Xe đó bụng, nó đói bụng rồi. Nó đòi vô cần xé đó bậy. Dạ tô này của ai? Tô mốt quá. Ông mốt ơi. Cháu lòng đi. Đây con gửi mút luôn. Ông mút lấy chai nước chưa? Rồi chúc mút ngon miệng nha. Dạ rồi. Nãy ông Ninh nó hàng bọc không cho, cái này còn bọc hơn tô nữa đó mà. Nó không có hàng bọc không cho ông có hàng. Được rồi, bọc còn nhiều hơn tô. Rồi đây. Nói quên ông quên lấy thịt đó. Dạ. Tới chuyện tô nào nó nhớ lụm nhiều nhiều chút. Ai tôm hối bụng. Là để thịt ít á, nghe tiền. Ai hối là để thịt ít luôn. Bà Sáu là để mỡ à, không có để thịt cho bà Sáu. Tao có mỡ, tao có ớt để vô được rồi, không để thịt cũng được. Không có ớt. Không có ớt rồi bà Sáu ơi. Vì nhà tôi mới để vô. Ai gặp tao hút hết đi, mau. Rồi đây, chúc chú ngon miệng nha, dạ. Chú Năm bịch luôn hả chú Năm? Cái tô đó có ai đó không biết nữa, cái tô đó có ai đó. Để tới về. Tôi đưa rồi chứ ai còn biết nhà cũng. Đưa ly vô, đưa ly vô bốc ly. Để bữa nay hỏi thằng Ken coi bữa nay cháo ngon không nè. Đây này. Nó trả lời không ngon mất cỡ nữa mày ơi, thôi đừng hỏi. Hỏi nó không bao giờ mà nó nói ngon. Mà nó ăn là ăn sạch ly không mà. Hả Ken? Nghe nó lắc đầu không? Rồi chúc chú Năm ngon miệng nha. Dạ. Vậy nó rồi. Sao đó từ từ tới đi. Tao có ai không có chỗ đâu để nó đi. Cháu mình nó cái gì á. Con để nó cho lên. Vậy hả? Si cầu que rồi. Rồi con gửi luôn. Dạ rồi, tới ai luôn? Rồi, múc cho đầy đầy bọc, đầy tô rồi về chia hai ông bà. Dạ rồi. Chút bọc mới cho, bọc không có cho.
Tô này của Ken hả Ken? Ken phải để tiêu thiệt là nhiều. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Này của ai ra? Nóng dữ à. Của chú Châu hả? Trời ông ơi, bưng này nóng chết xong bưng. Có dĩa nữa. Cái áo này nóng chết luôn á. Trời bút biết em bưng biết gì lần lưng lưng đi. Là nóng lưng lưng thôi. Chưa, còn thịt trời. Tính thằng cháu không hả? Đừng gáp, đừng gáp, gáp là quên thịt thiệt đó. Đi đứng đưa chú Châu đi. Ờ, cho anh ba bưng về giùm đi. Rồi, chúc bà Sáu ngon miệng luôn. Nó nóng chết mà có con tay mà sao bưng. Dạ. Anh Quy, anh Quy. Dạ rồi. Rồi, làm bọc này cho ông luôn. Nóng quá nè. Để đó này làm bọc rồi ông bưng luôn. Để nguội nguội cho ông bưng. Bốt của tao nữa ha. Ừ, đừng để bốt cho ông đi. Bà Sáu về luôn hả? Tặng cho bạn bọc nữa. Đó đây tặng cho bạn bọc nữa đi. Rồi cái bịch này của ai? Kẹp con kẹp đó. Đây nó không lấy bọc, lấy nước luôn. Nè, lấy chai nước bỏ vô. Rồi chúc chú ba ngon miệng nha. Rồi bỏ một cháo vô. Đâu không có đâu đi. Chưa. Đây. Đâu dạ. Có. Nằm nơi đây nó là xong hết rồi. Cho bà Sáu đi. Cái mùi tiêu cho nó nực nồng lên luôn á. Chị nắm bụng. Bé, dẹp bọc qua đi con. Rồi đây cho tiền gửi em nha. Hai con lấy bọc á hai. Lấy xin cho ngoại nó đó. Ừ. Hai người hai bọc quá. Còn bọc nữa. Có mặt là có phần. Dạ rồi. Đây chúc bác Năm ngon miệng nha. Rồi cảm ơn. Rồi bà ba một phần luôn. Không gì thôi. Về luôn hả? Rồi đây chúc chị không miệng nha. Cho dạ, bà bán tặng nha. Không bán nhưng tặng. Có một bọc đây. Có bằng đây. Đi vũ luôn. Ở đâu vũ đổ tao cũng vũ với mấy bà. Bà ba sắp tới trước chùm con đi bà ba. Đi về đâu có lấy nước đi. Đâu có nổi đâu. Tôi ha, Vũ muốn tôi cũng Vũ nữa mà. Mình cũng trẻ à. À Vũ ăn bao mà đâu có Vũ. Vũ bà ăn nhiều, bà ăn nhiều chứ lại. Cô Hoa lấy bọc của không? Không biết. Cái bọc gạch. À, bà xuống quên mắt rồi công chuyện bằng tiếp không rồi. Rồi cảm ơn luôn. Rồi. Cấp này đói bụng nè. Người ta nói dưới này bán cháo hả cho vậy không biết rồi đi. Bán thì mua cho chứ. Bán thì trả tiền. Ừ. Rồi đây luôn. Bà ba. Bà ba. Rồi chúc bà ba ngon miệng luôn. Dạ. Cháo đi cô ơi. Dạ. Mình có bọc về trước rồi. Cô dạch bọc ra đi, cô lấy trước đi. Dạ. Giờ không có một công ty hả? Thất nghiệp rồi. Cháo lòng đi. Cảm ơn. Ăn cháo đi lấy luôn. Dạ. Tự giờ thấy tạng là bọc không? Ăn cái mặn là bọc không? Hồi nãy cản chú Ninh không cho chú Ninh mấy hàng bọc. Rồi em gửi luôn. Cảm ơn. Dạ. Chiếc xe, chiếc xe. Chiếc xe đậu. Rồi dạch bọc cho mình con luôn. Để lấy cháo luôn mấy dì ơi. Đây đây dạch bọc qua đi con để cho. Dạ rồi. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Cháo lòng đi, ai ăn ghé lấy luôn.
gửi cho bố Út dưới bịch tháng 3. Nghe không? Nãy tháng 2 quên. Có tôi xin bịch cho bà hai luôn nữa được không? Dạ ha. Dạ. Rồi lấy bọc giặt ra cho con đi. Cho bà má một bọc má. Xác vô đi chị. Nó chơi nước bỏ vô đi. Cháu lòng đi. À. Rồi lấy thêm chai nước cho con nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ hôm nay anh Quy gửi. Cháu về cho rùa rau. Ừ. Cháu chưa Quỳnh ăn. Nè, lấy bọc nè. Rồi. Dạ, lấy chai nước giùm em nha chị. Lấy chai chai luôn. Đó, lấy cái bọc. Rồi gửi vô đây luôn đi. Gửi luôn đi. Rồi gửi. Gửi cho đó đi. Cảm ơn rồi. Rồi, chị cảm ơn chị về nha. Dạ, dạ rồi. Rồi bước lên bé ơi. Giặt bọc ra giùm chị tiền đi. Hai đứa hai chai. Ủa này cứng rồi. Rồi, cảm ơn chú Quy. Cảm. Nè, cảm ơn chú Quy. Rồi, nói cảm ơn chú Quy đi. Cảm ơn. Nãy gì nhìn thà lỏ vậy? Chứ cảm ơn mà ăn mà không cảm ơn là mới mất nghỉ cho đó. Nói đi. Dạ. Cảm ơn chú Quy. Rồi, ông làm bí. Ông mắc cỡ. Ông làm bí. Ông làm bí. Ông ngậm mà. Dạ cháu lòng chị, hôm nay anh Quy tặng cháu có bán. Dạ. Đây giặt ra đi, lấy thêm chai nước nữa. Em kia lấy chưa? Lấy rồi hả? Rồi, cảm ơn chú Quy. Cháu đi bác Năm ơi. Con chị Bích xuống lấy nước giùm em đi chị Bích. Chạy tới đi, cản xe rồi kìa. Cháu là đỉnh ơi. Cháu anh ba ơi. Dìm em chị Bích ơi. Nè bịch đây nè. Giặt ra cho để vô kìa. Ê lấy cho nước luôn nha. Rồi chút chị ngon miệng luôn. Dạ. Nó hơi ngon miệng đây. Đó, bà lấy cho nước cho chị thôi. Giặt bọc tao luôn bác Năm. Bọc ngay tay bác Năm luôn. Rồi. Rồi đây. Rồi cho bác Năm mẹ nha. Rồi cảm ơn. Ủa này không có nắng mà không có gió gì hầm chết. Không có nắng mà cũng có gió luôn. Nắng ngay nào lỡ hầm. Lấy một bọc đi đến ba múc cho bố bọc đi đến ba. Nè. Ai gửi? Có ai gửi dưới cho ba ăn. Từ ngày ba đi cũng được. Bà Út là kêu bà đem giùm. Bác Út. Út ơi, bà xách bọc cháo dưới cho bà Út dưới rồi. Ngạ rảnh kìa. Ngạ ngạ ra đem bọc cháo xuống bà Út giùm chị tiền ở nhà. Nằm phước cho bà đây mà học giỏi. Lấy bọc lấy cái nước luôn nè. Đứa nó đi học hết trơn, không có nào lên. Rồi, để cho nước vô luôn cho bà. Bà lấy nước giùm con đi. Giờ chảnh nó bà bắt coi nha. Ừ. Lấy nước đi chị. Lấy nước rồi bỏ vô bịch lên đây nó bỏ vô luôn. Lan Anh qua lấy nước đi, Lan Anh lấy bọc giặt ra giùm luôn. Chị bỏ cái bọc kìa chị bọc giặt ra. Ừ, giặt ra cho nó để cháo vô luôn.
chị nó cứ mở máy điện thoại rồi thế nào cũng sống đồng quê nghe mới gặp nghe mà bắt cái kênh khác là không có gặp ở đâu vậy đó hả. Dạ rồi, chúc cô không biết luôn nha. Dạ chúng nét đồng sợ đồng quê mới gặp đó, bắt cái khác có lạnh thì gặp, bắt cái khác có quay đâu rồi gặp. Ba lấy cái muỗng, mượn cái muỗng tôi ngồi tao ăn luôn đi. Ôi đổ kìa bà ba. Ăn hết là cho thêm tô nữa. Rồi đây con gửi cô luôn. Rồi. Đi đâu đó mà đi. Đứng trong kẹt đó mà đứng. Năm dẹp bọc cái đi con. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Cháo bà Tư ơi. Cháo luôn bà Tư ơi. Dạng cháo đi gỗ thuốc. Ừ. Nóng sổ mũi cảm trời giỏi gió liên tục mà vậy hả. Đám mùng tư rồi cái buông ra cái đám má đi giữ mỹ mà hơn mà bên đó không có nữa hả. Mời đám tầng hả gì. Dạ mời chị hai mời đám một tầng chú chín á này đám dựng ba đi nữa nè. Nó tới từ dựng dựng ba nữa rồi mau lắm, mau cắt tóc luôn. Tầng sau nó là cuối rồi. Không, anh ba anh là tầng này với tầng sau nó là 7 tầng rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi lên luôn bà Tư lấy bọc rồi mà con bà Tư. Ngày qua đi đám giỗ má tôi chứ. Bọc lấy nước luôn. Rồi cái Rồi chúc bà Tư ngon miệng nha. Rồi bà Tư cảm ơn nhiều nha. Dạ. Đám ly chia hết trơn mà hai ô. Rồi chị lấy nước lấy bọc đi em đi chị. Nước nhịt luôn. Mà nhỏ nó sợ bà Tư đi về qua không rảnh hả? Nghĩ ở đây luôn hả? Mối luôn. Mà mối mà. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Rồi, rồi này đẩy ra lên. Đẩy lên. Này còn mớ nó hết rồi cả nhà. Bữa nay nấu cháo vừa ấy luôn hả bà. Vừa ngon ha. Ngon. Con hồi sáng cũng muốn ăn đầy nồi nước này luôn. Ừ. Dạ bên anh quy tặng. Dạ. Cháo hộp chú Năm. Cho Năm bò mà lấy tô đi. Chú Năm ăn tô ngon, Năm để bọc không ngon. Ăn liền nóng. Út, ngang trước lấy bọc giùm con. Lấy cháo nè Tám ơi. Bọc bên kia. Ơi bọc mình. Tại đứng ngược lại. Đứng ngược lại rồi đảo lại. Rồi chú Út ngon miệng nha, lấy cho nước giùm con luôn. Rồi, một bọc luôn hả chú? Bằng. Chú bằng một bọc hiếm bay. Bọc giùm con chú lấy nước luôn chú. Bọc ở trước đó chú. Nó bọc vô đó đó, mấy cái nước luôn. Rồi, đây. Rồi chúc chú ngon miệng nha, lấy chai nước giùm con luôn. Cho bọc luôn nè, lấy chai nước đi. Dạ, lấy nước gì Năm. Dạ lần chú Năm ơi. Cháo nè cô Thời. Vậy đó hả? Ủa bà Sáu vậy không có nói hả? Con gửi bà Tám ơi. Rồi, nhà nó Tám con miệng nha. Nhà đóng cửa trong bếp á. Kêu la nghe đâu. Vậy hả? Hàng chim mà bở hổm con xuống con cũng kêu nữa mà cô Thị không có nghe. Rồi chú Năm ơi, chú Năm lấy chai nước cho con luôn. Rồi chúc chú Năm ngon miệng luôn. Chai nước
Nên cho nước uống không? Qua nhà băng quán nước không lấy nước phải không? Bán kẹ nướng. Ta bán cà phê mà. Gặp nước hôm nay không nghĩ uống rồi. Mấy tháng rồi em yêu? Thì 8 tháng rồi hả? Nên lui lui lại, lui lại. Ừ, gần xanh đó. Đây đây, gần Tết hả? Đã rồi. Trai và gái nữa ha, đầy đủ rồi ha. Lấy cho nước của Thùy ơi. Bởi vậy mình là số con gái rồi cô Thùy ơi. Gái dễ nhờ chứ. Chú Hai lấy không chú Hai? Không ha. Rồi đây, chị Tiền ấy. Lấy cho nước luôn anh Tí. Chuyện qua cho nó cho nước thêm ba. Rồi. Cộng mới và tô nó hết rồi. Đẩy già lên luôn. Anh ăn cháo không? Má lấy cháo nè. Bọc ha. Lấy vừa lấy cho nước giùm em đi. Mấy đứa dạch bọc luôn. Chú Sáu, con cháu chú Sáu. Nó ăn phở thì không ăn cháo ta. Dạ, rồi. Rồi, đi dài lên luôn. Ném ba. Thì đi học hả chị? Đi học rồi. Lấy cho nước giùm em. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Ngon à. Nấm gà kìa. Chị Huy bá đi lấy tô rồi. Múc cho chú Tính một bịch luôn hết ba. Ổng không có ra được. Tô nước nhỏ à. Nhỏ bự gì múc hai giá. Trời ơi, nó hồn. Nó hồn. Trời ơi, nó hồn. Rồi đây. Bắt cái gì mà hết nghe luôn. Rồi giúp chị ngon miệng nha. Rồi lấy lên rồi. Đi già lên luôn. Ghé chỗ Tính á. Còn ở đây muốn chỏng bọc. Bắt cái gì mà hết hồn luôn chà. Lớn hết hồn luôn. Chổng chổng luôn em ba. Chổng ra. Đây con gửi luôn, mang khỏe cho chú. Khỏe hả? Dạ. Để tới luôn rồi. Gà tiền với ba đẩy gà lên luôn. Còn mấy con nữa. Cháo lòng đi. Cháu. Mày chơi à? Con mới hỏi ổng hiếm đâu, ổng nó hiếm đi mằn rồi. Có, nãy con có múc cho ổng bọc rồi. Ngon quá. Ngon hả? Dạ. Hiếm hiếm ra lấy bọc trước đi hiếm. Cái bọc lấy nước luôn hả chị? Con luôn. Rồi đây.
lấy chai nước. Ngồi qua đây. Từ từ cha con lên dạ. Hả? Dạ cảm ơn nha con. Dạ rồi, chút xíu ngon miệng luôn. Ngoại. Cho ngoại đó, ngoại lấy rồi mới cho ngoại với ngoại. Bảo. Chút xíu rồi đổ vô bảo. Cho bảo thôi, ngoại lấy rồi ngoại ăn ngoại dưới. Bảo á. Ừ, cho bảo đó. Chú bé ăn cháo, chú bé. Cháo nè. Đâu? Bên. Mặn sáng vậy có gì đâu ăn. Rồi, cảm ơn nha con. Dạ. Cảm ơn hết bà con. Chúc bà Tư ngon miệng luôn. Bà gì quên, bà ba. Lộn chú đừng bà Tư. Lấy nước chú. Cháo. Trễ chút xíu là hết rồi đó. Vét nồi rồi nè. Đây, gãy bảo nè. Bọc với hai nó hết rồi đó. Chú Nam lấy cháo ăn nè chú Nam. Cuối cùng là ngon dữ à. Ngon không? Ngập nhà cuối rồi. Bọc nữa, bọc nữa, vét được bọc nữa. Dạ. Ừ. Lấy bọc đi anh. Bọc với nước luôn đi. Nước nữa hả? Ừ. Dạ. Chứ ăn rồi uống luôn. Bọc nó hết rồi. Bọc nó hả? Ủa sao thiếu mấy phần rồi? Vì thiếu rồi, múc hơi nhiều. Tô nhiều, múc nhiều. Rồi, chúc anh ngon miệng luôn. Rồi, dư nước đi. Hết cháo rồi rồi. Cái giá này khều hai cục đó xuống luôn. Đây, giá này. Ngọc lấy cháo nè Ngọc. Còn bọc cuối Ngọc ơi. Bọc cuối nè Ngọc ơi. Cuối vét luôn Ngọc ơi. Biết sao còn ba cái gạo tắm. Vét cho nó hết. Như là thiếu dư nước cả nhà. Dư nước. Dư thịt. Bốn bốn năm tô nữa. Lấy bọc giùm chị đi Ngọc. Cái bọc này Ngọc. Rồi 4 5 chai nước nữa, xong. Bữa nay là canh dư nước rồi anh ơi. Múc mạnh vừa thiếu cháo. Thì bây giờ thì cũng gửi hết trơn luôn là 100 phần cháo với lại 100 chai nước, nhưng mà hôm nay là canh cũng còn thiếu mấy chai á nước dư á anh, thiếu mấy phần cháo nha. Thì tiền cũng đại diện cho bà con ở đây, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nè, công việc lúc nào cũng luôn luôn là suôn sẻ nha. Tiền cũng cảm ơn bà con chú anh chị lúc nào cũng luôn yêu thương ủng hộ video của tiền. Còn bây giờ xin chào. Bye bye. Bye.